Vậy bây giờ con gả có bên cạnh hàng xóm của con có một ông. Giờ gửi gả cho cô được không? Đến tới đây gả. Gả về thành phố ở nhá. Nhưng như có mà tiền cho cô một ông 75 tuổi á. 75 á? 75 tuổi á. Kiếm cho ông có được 75 tuổi á. Kiếm cái nào không? Anh ở đây ạ. Có về là có gửi đi chơi nấu sáng cho ông già ăn. Tạm vừa cho ông. Ông gãi lưng cho cô hay sao? Gãi lưng cho ông ạ. Ông có phải làm gì cô không? Ông làm gì là quyền của ông. Ông làm gì quyền của ông. Đó, bác nào 75 tuổi nhá, có một cô rất là xinh gái. Cô năm nay là nhiêu tuổi? Cô 55 rồi. Cô 55. Cần một ông là 75 tuổi. Đúng rồi. Mà ông muốn làm gì cô thì làm á. Ông muốn làm gì cô thì làm đúng không cô? Cô ăn rồi đi chợ. Cô ăn đi chợ. Đi chợ nấu ăn cho ông, phục vụ cho ông. Là người chi không được ấy, nhiều lắm là đi chợ là được. Dạ. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hôm nay thì Tuấn Dương đang có mặt ở nhà thờ Yalop, xã Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và bây giờ thì đang trên đường đi về. Thì hôm nay Tuấn Dương quay thử bằng cái máy GoPro 8 do người đẹp Canada gửi nhân dịp Giáng Sinh. Rồi xin chào cả nhà. Thôi bây giờ trước khi chào, bây giờ giới thiệu đã. Tài xế của nữ tài xế xinh đẹp của chúng ta tên gì nhỉ? Tên gì ạ? Hera. Hera năm nay nhiêu tuổi? 18 ạ. 18 tuổi. Hera có chồng chưa? Chưa, con đi học. Hera 18 tuổi còn đi học. Đây là cô Lara. Lara năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, mới có sắp sửa 63. Sắp sửa 63 tuổi. Rồi, đây rồi, chào cô. Đây là một anh chàng đẹp trai. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 16 ạ. 16 tuổi. Rồi, 16 tuổi mà bé bé xinh xinh nhá. Rồi, bây giờ cả nhà chúng ta sẽ cùng lên xe. Bây giờ mình sẽ đi xe để mình sẽ quay ngược lại để cho quý cô bác anh chị coi nhá. Tranh thủ test camera luôn. Rồi. Thank you.
khóa xe cẩn thận. Đây chúng ta sẽ vô chợ chơi xem nào. Đây gọi chợ gì cơ? Chợ gì? Chợ xã. Xã Gianop. À, đây là chợ xã Gianop. Hôm nay xem xem. À, tới muộn họ nghỉ à. Ở đây cô bán khoai. Và trứng này còn nữa không bà hay hết rồi? Trứng này trứng gì đấy ạ? Trứng vịt, trứng ngan, trứng anh ạ. Trứng anh. Là trứng này bao tiền một trái này? 26.000 chục. 26.000 một chục. Ở đây còn ít quá. Còn nhiều đấy. Mua nữa có nhà nữa mà. Mua nữa có ở nhà hả? À. Có nhà là nhà ở đâu cô? Con mua nhiều ít. À, gọi là 260.000 một trăm đúng không? Lấy bây giờ 250 được không? 260. Trứng lộn không trứng gì? Trứng ngang này. Có trứng lộn không? Không có. 250 được không? 260. 250 lấy 200 trái. 200 cá hả? Giao ở chỗ máy ấm chư xe. Du xe. Máy ấm du xe. Ở đâu? Trung 1. Trung 1 hả? Dạ. Máy ấm du xe thì thầy Nhật á. Thầy Nhật hả? Vâng. Rồi đỡ cô đem vô. Và cô đem vô nhé. Con máy vô, con cắm. Bây giờ con bây giờ con đi về luôn đây. Cô có dọn đi bọn con vào quay chợ cái không con ra liền. À. Cô. Đây trứng nó để được mấy ngày? Dạ dạ. À đi, đi về đi thử một vòng thôi. Đây chúng ta coi thử một vòng chợ xem có những gì á. Đi à? Ăn gì đâu? À, đây bán thịt heo. Đây bán thịt heo này. À, ý anh có chỗ nào để gọi được cho chú không? Đây bán cá. Cái gì ấy em? Em ế là ai ế? Cá ế chứ em. À, cá ế chứ em không ế à? Gà này các bạn. Khu này đất đỏ. Ồ, ở đây cũng có cá biển luôn. Ở đây đủ thứ hết, cái biển gì có biển, hết. Cá biển, cá. Mình quay cái gì vậy anh? À, quay chơi, đi quay cái chợ em ơi. Chợ xem có cái gì. Có nhiều thứ lắm ạ. À. Cá. Và chợ tan hết rồi. Cá. Ở đây, cá biển. Trái cây đây họ bán cà, cà chua. Ồ, mấy món kia cũng hết rồi. Chào cô. Rau ngót chợ này. Bầu chủ quay lên chờ đi hả? Dạ vâng ạ. Chờ đi chờ nghe ôm. À đây. Đi là chờ bên đi là nhất rồi, cả cái chợ đẹp là mong cả ai đâu phải đó. Cái chợ bên ngang đây mà có cái đống này. Chợ này gọi chợ gì đấy cô? Chợ Gia Lốp. Chợ Gia Lốp, chợ này có cái từ lâu chưa cô? Quay bà lờ đấy. Rau. Tha lụng quay bà qua ướp vỏ một đùi. Quấn đuôi đẹp. Bây giờ bà bán ở đây lâu chưa? Mấy năm rồi? Có một năm rồi. Dạ vâng. Rồi qua đây. Dạ dạ. Dạ. Ai mà biết đi vô trong chợ cho biết chứ mà. À, đi vô cho biết. Con mới đặt cô kia mua 200 trứng xíu giao cho mình. 200 trứng vậy để cô mua thịt xong rồi giờ kho thịt với trứng. Dạ thì cô kho thịt, đâu, thịt đây, thịt đây đây đây. Thịt chỗ nào? Thịt chỗ này cô. Vậy mà hai cô cháu ở bên này cho hơn, tớ bên kia đi mời bảo. Thịt bên ngoài này.
Đây, đây. Thịt này bán như nào đây anh? Đây là thịt đó chị. Thịt đó hả? Ai bán thịt thịt? Đây là cô. À, cô này bán á? Dạ. Là bán... Muốn mua thịt để kho trứng. Kho trứng à? Dạ đúng. Với chị hả? Đây là thịt heo rừng à hay sao? Heo nái. Heo nái. Còn đây là gì? Cộng đường. Heo nái luôn. Cũng heo nái luôn. Để mua cái nào cho ngon cô? Cái nào mà nó ít ít mỡ thôi. Ít mỡ cái này ít mỡ. Cái này bán như sao ạ? Sao cho mốt vô tính cô 100 thôi. 100 ngàn một ký. À. Cái chỗ này nhiều ký. Cái chỗ này là mấy ký? 6 ký. 6 ký. Nhưng mà sao thấy cái này nó mỡ quá nè. Để thêm nhá. Giá bên con là chi nè. Giá lấy bao nhiêu anh tê? Dạ không. Không thấy mỡ nhiều. Thêm không cô? Lấy 5 kg thôi. Dạ đúng rồi, lấy 5 kg. Em tê mỡ ra. Thôi em tê mỡ ra. Tê mỡ đâu Tuấn Như? Ừ. Dạ đúng rồi. Để lát mình mua thêm một rau hả Tuấn Như? Hả? Vâng, mình mua rau đi chợ mua rau. Rồi để cô đi mua luôn. Cái này không thấy được. Không thấy chị. Đâu thấy gì đâu. Đây chị vô đây xem có thấy không. Đâu không thấy gì luôn nè. Đâu thấy gì đâu. Nè. Không thấy gì đây này. Đâu thấy gì đâu. Đấy. Không thấy gì đâu. Không thấy gì mà. Chị cứ nói cười thoải mái. Chị thịt bắt chị, nhưng bè chưa khô đâu nghe. Chị đang tê đấy. Bè chưa khô lắm. Đây cô sẽ mua thịt và trứng để cho trưa nay các bé làm. Rồi, bây giờ nhờ em lóc cái xương ra giùm. Dạ đúng rồi. Đường lóc xương cho em hả thịt. Nay gặp khách chưa? Bình thường có ai mua lời nhiều thế đâu không? Nhiều chứ. Cũng có chứ, luôn có. Em mua 6 ký mà chị mua 7 ký. Đây này, xương. 7 ký là ký xương đúng không? Yeah. Nhưng mà chị bán phở à? Xương xương. Ăn ra đi ăn. Cháo, đây. Đây. Tao về miếng chặt đâu, miếng chặt. Miếng chặt cái đi ăn đi. Tự nhiên heo nhà mua về để mà nấu mà ăn mắc mỡ chi được. Nó ngon vậy không dơ đâu. Mới chặt mà nấu mà ăn đi, bạn 10 ngàn đi, có chạy không? Thấy. Mới chặt lại. Chặt lại thì nó chặt lại. Cái gì anh? Cô thì muốn mua rau gì? Dạ để con ra con mua. Bây giờ chờ em lóc cái thịt bé. Con chờ lấy cái miếng thịt đó giùm cô. À, thịt đó thì xem là cạo cái bì ra. Dạ dạ. Cạo lông rồi cắt bớt cái địa ngoài bỏ đi. Dạ dạ. Ở đây chúng ta thử đi coi mua rau á. Nó chọn. Hay là mua bí nè, à bí ở nhà cũng có nhưng mà mua cái món khác. Rau gì ta? Bí ở nhà có đấy. Cái là đồ nhà có mà. Đây là về nhà bác ra. Có cái mấy cái mà ăn được cái một cái. Ngon vậy đó. Nhớ chơi để cho biết. Không, nhưng mà em không lấy thì em không lấy. Ok. Dưa leo nhiêu tiền ký cô? 8 ngàn. 8 ngàn một ký. 1 ký 8 ngàn. Này ăn ít ít để nó cắt. Dưa leo 8 ngàn một ký, 1 ký 8 ngàn, 8 ngàn một ký. Rồi. Tìm cái mình mua canh, nấu canh ăn con ơi. Nấu canh hay là nấu canh khoai tây nè. Rồi, đó là canh gì? Khoai tây này không ăn. Không thì nấu canh măng. Măng có khi thịt nha. Măng thì cái xương đấy mình ninh. Cái xương nó không có nhiều thịt đâu.
thì xương lấy nước mà mang xào không được cô. Hay là coi chỗ nào có bán gà không, mình mua ít cái gà. Ôi, con gà vừa đi rồi. Cái con gà đi rồi. Trên kia có. Không thì mua măng. Mình là ở đâu? Em biết. Đi về đường nhà mình đã uống. Đó là mua gà. Nhưng mà có cái cà rốt là khác không? Con chờ hỏi bao nhiêu rồi mà đi từ rồi chơi chơi còn hai đứa đến nhà thời Nhật nha. Bây giờ có 9:30 cả mạch tái được không? Bây giờ mấy giờ rồi? Rồi được 10 giờ có mặt rồi. 10 giờ cả mạch nha. Không? Là lấy 200 trứng 500 ngàn đúng không? Rồi ok, con cảm ơn. Đây để nút cho các bé có một bữa ăn ngon thì các hai cô cháu đi chợ. 20 ngàn đúng không? Trả giùm chị bên đó. Đâu rồi? Trong một chiếc này. Là bao đây? Chanh này. Trời ok. Không muốn ăn cà phê luôn, khoai tây Trung Quốc rồi nha. Khoai tây là như tiền ký đấy em. Là khoai tây 17 ngàn. 17 ngàn. Bây giờ mua trả 34.000 2 ký bán không? Em chơi luôn. Chơi luôn. Đến 51.000 3 ký bán không? Chơi luôn. 50.000. 50.000 cũng chơi luôn. Đi rớn không? Chơi luôn không à. Đây cô. Rồi khoan đi cắt cái này. Cho mấy em mất ăn. Rồi giá. Bây giờ không còn cà rốt lần nào hả? Dạ. Su su. Dạ su su đây. Su su bán sao? Dạ mua. Dạ mấy em là nào? Mấy em cũng lấy em lấy mà. Mấy em nào mà dám lên này lấy thì. Dạ mấy em lên đây mua của em. Thôi cái này còn không còn cái khác hả? Hết dạ hả? Cái đây là non nhất rồi. Dạ thôi thôi như đây. Rồi xong lên. À, cà rốt. Cà rốt là 5 phút nè. Cà rốt nó có 15 ngàn. Nó mà muốn cái cà rốt kia thì kia. Em bóp ra, em làm ra em lấy thôi. Ừ, muốn lấy cái cà rốt kia em lấy thì chị đi. Ơi. Con muốn ớt hả? Muốn ăn ớt hả? Tưởng không ăn ớt cho ăn ớt không cho lộn cái này luôn. Có, con muốn cây cây luôn. Cô bán chợ này nhiêu năm rồi cô? Bán tới ngay chợ lập chưa lần. Chợ lập được bao lâu rồi cô? Lập 5 năm rồi. 5 năm rồi, dạ. Bán này nuôi chồng nuôi con này hay sao? Nuôi mình chắc là chưa đủ cổ phải không? Nuôi mình thôi, nuôi một mình thôi, nuôi mình thôi. Về chồng con đâu? Trong đi rồi, đi bằng mũi rồi. Vậy bây giờ con cả có bên cạnh hàng xóm con có một ông. Giờ gửi cả cho cô được không? Đây, gà về thành phố ở nhá. Ừ. Nhưng như có mà tiền cho cô ông 75 tuổi á. 75 á? 75 tuổi á. À, kiếm cho ông không có được 75 tuổi á. Kiếm cho ông không? Ăn ở đó á. Có về là có gửi đi chơi nấu một sáng cho ông già ăn. Tạm thừa cho ông. Xong rồi, ông gãi lưng cho cô hay sao? Gãi lưng cho ông á. À. Ông có phải làm gì cô không? Ông làm chi là quyền của ông. À, ông làm chi là quyền của ông. À. Đó, bác nào 75 tuổi nhá, có một cô rất là xinh gái. Con lên cho gốc cho bà cho cô này. Cô năm nay là nhiêu tuổi? Cô 55 rồi. À, cô 55. Cần một ông là 75 tuổi. Đúng rồi. Mà ông muốn làm gì cô thì làm á. Ông muốn làm gì cô thì làm đúng không cô? À, cô ăn rồi đi chợ. Cô ăn đi chợ. Đi chợ nấu ăn cho ông, phục vụ cho ông. Vâng. Là người ti không được thì làm nhiều lắm là đi chợ là được. Dạ. Bán rồi đâu nè. Nhưng mà không. Em nói chị lăn lên, chị không thấy mẹ chị lên hàng xóm lên đây. Chị nói mẹ mẹ là chai quốc hồng chai khóc hả? Không cả. Bờ ông quên cả lên đầu nối đầu. Mại do, mại do, mua đây, mua đây. Mua hết về sớm. Đâu qua tao lên tu vi là tao ở tràng hỏi được á. Đâu có quay đâu.
đợi tiền nhiều quá đưa con đếm dùm cho. Tiền bạc lý không mà. Bạc lẻ nhưng mà lẻ gom lại mới thành chặn. Đó, đi chợ quê. Đây ra ngoài này các bạn nhìn này, họ trồng ngô để nương rẫy. Đó, xa xa là những đám mây này, rồi cánh đồng ngô phía dưới. Bên đây là cái khu chợ mà chúng ta đang tới để mua đồ. Rau ngót, mướp. Rồi, chào em gái. Má ngồi xe cho nó đỡ nặng. Anh quay này để làm gì bà? À, anh quay á, quay để biết là anh cái chợ này có cái gì. Có chợ khai là có khác chợ anh không hả? Nghe nói mơ màng rồi. Chị chưa? Có lừa đi có hết. Đây sạp đây là hai sạp khác nhau à, hai chị luôn à? Dạ, hai chị em. Hai chị em. Không biết làm sao mềm không? Mình cuốn nó dẻo nè. Là nó còn non đó. Cuốn nó dẻo còn non. Dạ, còn nếu mà con ấy nó có vẻ cứng như vậy nè, này con cầm thử đi không biết. Nè, hai cái đó, cái đây nó già nha. Dạ. Còn trái này non nè, trái này non nè. Yeah. Thấy không? Nó khác nhau nha. Yeah. Đi chợ biết lựa rồi nha. Lựa chừng này, lựa chục ký, lựa chừng nào? Lựa bao nhiêu đây thôi, không có bọc đại mày ơi. Đem bọc đại về nhai rồi đi ra. Ủa em có cần không? Cân tay. Dạ đúng rồi, cân tay, cân không biết cân đi. Qua đứa coi, cân tay ngoan. Em gái này mấy con rồi? Dạ em được hai đứa ra. Hai đứa, đây là một cháu à? Dạ, đây là mẹ Út ạ. Út? Dạ. Trời ơi, xinh gái mà lấy chồng sớm thế. Dạ không, hai mày cường lấy chồng là 23 đó. Chị đi nó trên 37 tuổi đó. À, ba mấy á, cho nhìn tưởng như mới hai mấy á. Ô, ba mấy thôi á, chứ mày thì em có em gái gì không? Có em gái á. Ờ, em gái có gia đình chưa? Có rồi. Trời ơi, thôi xong rồi. Tiêu rồi. Đây. Tiêu, cháu bay rồi. Này hố hàng hết rồi. Tiêu cá tôi rồi. Còn em lại con có một cái nhỏ quá, em phải con nhỏ quá. À. Rồi cho cái đó. Rồi chân này được chưa con? À xin mẹ. Cho cái đó thôi. Ai đi về đấy. Rồi cho miếng cần nó vô luôn đi. Rồi nó có 6 ngang được không? Không có đưa. Cần 100 ngàn rồi. Là đấy là 6 ngang thôi nè. À. Có lại cái đấy nữa nha. Dạ. Thì nó có 3 ngang, nó 9 ngang này. Rồi 9 ngàn. Hồi này nó có 33. Nó thành 42. Chưa? Yeah. Yeah. Nó có cỡ 458 ngàn. Dạ. Dạ. Thôi bớt 2 ngàn, bớt 50 đi. Bớt có lồ sao? Lồ, gì mà lồ? Ý nó có lồ mà em lồ đâu. Đây 58, anh đưa 50 có lồ chết. Rồi bây giờ chắc phải mua thêm một miếng gà để lát mình nấu cái này đi. Tại cái kia ăn thịt rồi. Yeah. Ăn thịt lưỡng ngán lắm. Út, kêu Út nè. Cầm này rồi. Rồi con đủ đồ chưa? Đi nha. Đến bây giờ ở nhà có hàng tổng chưa? Đừng có hàng như quá. Mua luôn đi cô ơi, mua luôn. Rồi đây mua đi. Ở đâu có hàng tỏi đâu. Hai con đây con này. Đâu? Đây hành tỏi đây. Đây hành tỏi đây. Hành tỏi mang. Này là chân mô đi anh. Em là chân mô. Cái này bán như nào em? Ký. Cái đấy bạn là 4 ngàn lắm. 4 ngàn, 5 ngàn. Tỏi. Đấy đi, bốc cái này cứ cho 10 ngàn. Giờ 10 ngàn đi hề. Ừ. Ngoài lại đi 10 ngàn này ngoài. Thanh không? Thanh, cho 10 ngàn nữa. Nó 20 hề. Đây ngoài. Rồi đưa cho cô kia lấy tiền luôn. Rồi.
em đưa cô áo tím, khăn tím. Hành với tỏi luôn đấy cô. Hành cả tỏi Sài Gòn ra. Ở trong bưng ra một cái Sài Gòn, Sài Gòn. Ra đi. Là bây giờ của chị anh thiếu 20 đúng không? Dạ, của em 20 cân. Đấy, chị này là năm nay 55 tuổi, đang cần một ông 75 tuổi. Về muốn làm gì thì làm. Tuấn Dương ơi, con sai rồi. Cô nè, 60 mấy cô đang cần một ông mà cô tìm không ra nè. Đang đang tìm giống em rửa. Vậy là nhưng mà thôi em nhường chị đi. Nhiều làm chi nè. 75 hơi bị nhiều á, 75 là hồi gần. 75 là của chị. Không, của em. Rồi dân. Của em cứ dành mấy cái ông này ngoài à. Em ăn đi, em đi chờ, em phục vụ cho ông á. Đi chờ nấu nước tắm rửa cho ông sạch sẽ đâu mà tự đi công viên nữa. Tắm rửa sạch sẽ. Dạ, đi sáng đi công viên. Đi sáng bảo gì hơn em là cái là vua ngủ đấy. Vui. Mua miếng chè. Bán chè. Không cần cần ngọt lắm thôi. Để mình nấu là sức ăn. Hôm nay tôi nấu cơm cho ăn nè. Đây quay kỹ cô đang cần một chú 75 tuổi. Người ta nói là cô này 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 65 hết tuổi thiếu nhi, 70 là tuổi mới đi vào đời, 75 là tuổi ăn chơi. Đó đúng là cô này lấy người ăn chơi luôn, 75 tuổi. Đúng rồi. 80 là tuổi yêu người yêu hoa. Chân người ta đi chơi vì đậu nướng. 90 mới bắt đầu già. Ngày đêm vẫn cứ mặn mà yêu thương. 100 có lệnh Diêm Vương. Cứ ở trên đấy yêu thương thỏa lòng. Rồi, để nó có tầm ơn cao. Đúng là cô chọn 75 tuổi là tuổi ăn chơi á. Rồi. Còn thịt lấy chưa bé? Chân trống rồi em ơi. Bà ngoại xài smartphone á. Để coi cho vui không coi buồn. Dạ. Ngồi coi cho vui. Đây đi chợ đây các bạn ơi, thịt về rồi này. Nửa leo về rồi này, rau này. Rồi đi cô ơi, bây giờ còn mua gà hay gì nữa? Đây giờ mấy anh em cô cháu sẽ tiếp tục đi. Giờ sẽ đi ra khỏi chợ nhé các bạn.
đây có cả vịt nữa. Ghê nha, thanh nhập nha. Vâng ạ. Cô muốn mua gà hay vịt? Cô làm sao luôn đúng không? Chị mang à, chập liền ăn rưng cơm lên cho nhá, thanh nhật mà. Vâng. Mà lâu quá là không kịp. Không, nhanh nhanh. Dạ, nhanh lắm. Mình chỉ cần là một con để mình bỏ vô mình nấu súp mình ăn thôi. Dạ. Một con vậy là con ngon hay cô? Vâng. Là... em lấy về em nấu súp, nấu không canh đó. Dạ. Là nhiêu tiền một ký đấy chị? Một ký 100. Ra đây á. Một ký. Dạ, ngon vâng. Không? 200 2 ký được không? Được. Được ạ. 2 ký 2. 202. Dạ. Làm miễn phí. Dạ vâng. Dạ chị làm luôn à? Dạ. Dạ kẻ vô làm luôn. Vậy chị làm thì mang lên em nha. Dạ dạ. Bây giờ làm luôn á. Dạ làm luôn á. Cho nhau thấy nhật hay làm mà. Hay làm cho nhật. Dạ không, ý em nói là làm giùm em để tụi em về nấu cơm ăn lát. Máy này máy bật lâu mà chị? Dạ máy bật lâu. Chị biết sao không? Lát nữa tụi em đi về tụi em không giờ đây sợ trễ giờ. Dạ. Để tìm coi. Đây chị này là hoa hậu bán gà đắc là ở Chư Sê, Gia Lai. Không có, không có hoa hậu như cái này. Ngày chị bán mấy trăm con gà? Ừ, ít lắm. Ít là bao nhiêu rồi chị? Ngày 10 con, 20 con vậy thôi. Ờ, 10 con, 20 con nữa. Dễ thương quá. Thiếp hồ luôn mọi người. Yeah. Rồi thôi mình đi tiếp. Rồi thôi tạm biệt chị nha. Dạ dạ. Đi đâu đấy? Dạ. Bắt con này đi đâu ấy? Bắt bò đấy. À, bắt bò đấy. Con đây là kéo con lam. Ờ, đây kéo vô nhà hả? Ở nhà chị đây luôn. Trời Gia Lai hôm nay trời trong xanh, nắng rất là đẹp, hiền hòa.